Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Và ok, ở video này thì mình sẽ review của một cô gái hiếm hoi trong làng game Đảo Kho Báu tiếp tục nha anh em. Đó chính là Cà Ghi anh em à. Ok, thì Cà Ghi cũng khoe với mình hôm nay là em nó dự đoán vô địch win anh em à. Và được số ngọc cũng hơi ít một xíu, 650k. Wow. Bởi vì em nó còn nhiều ngọc xíu, chắc mình nghĩ là em nó sẽ tắt tay hết luôn anh em. Mà tại em nó còn ít ngọc quá cho nên là chỉ quất xương xương, cho nên là chỉ ăn được 600 mấy chục k thôi. Nói chung là nhiêu đây cũng khá là dư xài anh em à. Hôm nay chắc là nhiều anh em sẽ về bờ lắm đây. Mình thấy cũng có một số anh em ở trên group anh em đi bụi chắc cũng cảm biết bao nhiêu ngọc chứ. Nếu mà win như mình thấy ăn chắc cũng có tầm mấy triệu ngọc hay là cái chục triệu ngọc anh em. Đặt vô một là Vidic, hai là Vidic là Madaga anh em, còn hai là Tàn Khốc đó. Có nhiều anh em đặt vô trong hai người đó, nói chung là fan này đặt người đó anh em. Riêng mình thì mình không fan ai hết, cho nên là mình quyết định mình sẽ quất vô người mà mình có thấy có khả năng cao sẽ đưa mình về bờ nhất, đó chính là Mr. Poo Yakuza anh em à. Hình như là Mr. Poo như đổi tên này gọi thì phải anh em. Đúng rồi, đổi thành Yakuza Mabu. Ok. Nói chung ý game này nó đổi tên khá là dễ anh em, chỉ cần 5.000 ngọc thôi anh em có thể có được một cái tên mới anh em à. Mình thích này xíu mình sẽ đổi thành 69 gaming, sau đó mình đổi thành Reason cũng được anh em à. Ok. Đợt này ông chuối vô được cái giải đánh chọi trâu cũng khá là ngon rồi anh em. Vô trong nói chung cũng vô được vòng 16, vô được vòng 16 phần thưởng nó cũng hơi nhiều một xíu anh em. Thì anh em có thể là xem là cái video cũ của mình. Đây, thua Tàn Khốc anh em à. Thua Tàn Khốc. Tàn Khốc quá vip anh em à. Nhưng mà so sánh thì khá là chênh lệch nhau, mà không biết sao cái ông Khắc Thiên này có thể là win được Tàn Khốc anh em. Win được Tàn Khốc mà win luôn được cả Madaga nữa mới ghê chứ anh em. Đó, bởi vậy mới nói không có gì là không thể chứ anh em à. Cái tỷ lệ may mắn nó khá là quan trọng anh em à. Tỷ lệ quan trọng đó là rất là quan trọng luôn. Ok, thì bây giờ anh em chúng ta sẽ soi thử cái ạc của Cà Ghi xem thử như thế nào đây. Hình như hiện tại bây giờ đang có cái sự kiện đua tiêu ngọc của lộng sự kiện thích tiêu ngọc phải anh em. Không biết là Cà Ghi có được chơi full hay chưa. Mình nghĩ là như là Cà Ghi nếu mà đặt cược nhiêu đây chắc mình nghĩ là cũng đã full cái sự kiện rồi anh em. Sự kiện thích tiêu nè. Ủa, chưa full nữa. Chào cha, chưa full anh em à. 200k ngọc hiện tại bây giờ đã được 68%, mà mình nghĩ là nên tiêu tiếp anh em à, nên tiêu tiếp. Đây bây giờ mình sẽ đột phá cái thiên thư. Ôi trời, trời, không có vàng nữa anh em à, không có vàng để mà có thể là úp cái thiên thư lên nữa. Khá là đen rồi ta. Cái linh hồn của A, à linh hồn của A chưa mát, bây giờ mình sẽ đập cho cái linh hồn của A lên. Bây giờ mình hồi nãy là mới có được có 70% anh em, 70% có 20k là 140k. Mình nghĩ là nhiêu đây chắc đủ anh em. Mình nghĩ chắc nhiêu đây chắc đủ quá. Ok, đủ anh em à. Đủ luôn. Hình như là hơi lố một xíu anh em, mình xài cũng cả nãy hình như là 80k anh em, mình xài như là 80k đó. Hình như là hơi lố một xíu anh em. Hơi lố một xíu à, kệ đi không sao. Vẫn còn nhiều ngọc anh em, vẫn còn nhiều ngọc. Ôi, ghi có mấy cái gương trang bị xanh nè, dùng đá chuyển hóa đổi gương trang bị xanh luôn nè. Gương xanh xanh đỏ. Ôi, gương gâu trắng nè. Chà. Mua. À, cái này là dùng gương trang bị xanh để mà mua cho gương trang bị gâu trắng anh em à, dùng gương trang bị xanh để mua cho gương trang bị gâu trắng. Hiện tại thì bây giờ Cà Ghi đang sử dụng bộ trang bị gì vậy ta? Kaido, Kaido thôi anh em à. Ô, có bộ trang bị gâu trắng luôn nè anh em. Chà, Cà Ghi VIP dữ rồi anh em. Có gương san nè, rồi có gương cây đó, có gương cây đô anh em, rồi có gương san nè. Mình nghĩ là nên sử dụng cái gương san này để mà đổi qua cái gương gâu trắng anh em. Mình nghĩ là sử dụng cái gương này. Đây. Gương san anh em à. Sử dụng một cái gương san để mà đổi qua cái gương trang bị gâu trắng. Còn này, sử dụng gương san đổi lấy gương trang bị cây đô nhưng một hồi gương gâu trắng anh em, mình sẽ đổi qua cái gương gâu trắng đi. Còn cái này sử dụng gương gâu trắng để mà đổi qua gương trang bị san. Bây giờ mình sẽ mua tiếp cái này một đá chuyển hóa để mà mua một cái gương trang bị Kaido anh em.
Còn bây giờ mình sẽ sử dụng đá chuyển hóa. Hiện tại bây giờ Kagi đang có tới 4 viên đá chuyển hóa này mà. Đổi qua gương trang bị gâu trắng luôn. Rồi ok. Hiện tại thì bây giờ Kagi đang có 5 gương trang bị gâu trắng rồi anh em à. 5 gương trang bị gâu trắng rồi. Quá là xịn sò anh em. Wow, hơi bị ngon á anh em. Để mình soi thử Kagi hiện tại bây giờ còn nhiều bia. Ô, sạch sành xanh bia và hiện tại bây giờ còn khá là nhiều mấy cái chiêu mà lên bạc anh em à. Đội hình của Kagi hiện tại bây giờ đang có cái bộ trang bị gâu trắng và hiện tại bây giờ là 5 sao và 3 sao, 3 sao. Nếu mà lên được 7 sao á, là đổi cho Nami xài luôn cũng được anh em, hoặc là Miss Mom xài luôn cũng được. Tại vì cái bộ trang bị của con gâu trắng nó được thêm cái dòng né đây anh em à. Hồi công, tốc công với lại dòng né. Đây. Tốc công, xác suất né với lại hồi công mà nó cao hơn so với bộ trang bị Kaido rất là nhiều anh em. Đó, nếu mà được thì cho con Nami God hoặc là bỏ Miss Mom thay vô con Nico Robin và sử dụng cái bộ trang bị cái gâu trắng sẽ khá là ngon anh em. Hơi bị ngon luôn á, chứ không phải là khá là ngon đâu. Rồi, ok, để mình soi thử. Sát thương bạo kích, sát xuất né, bị không giảm sĩ khí với lại hồi công. Có nhiều anh em đang hỏi là con A với lại con Nami God nên sử dụng cái hình xăm gì. Thì tất cả 5 con đều sử dụng cái hình xăm này anh em, hoặc là hình xăm mặt trời. Tùy theo anh em. Tùy theo anh em là sử dụng cái hình xăm gì thôi. Có cái hình xăm mặt trời anh em. Đây. Thường thì con Nico Robin nó sẽ sử dụng cái hình xăm mặt trời anh em. Khi mà xuất trận thì sĩ khí ban đầu sẽ tăng lên thêm bao nhiêu điểm đó. Hiện tại bây giờ dưới 4 sao chỉ có 50 điểm, hình như là 7 sao nhớ lên được 70, 80 điểm mới phải nè. Đúng rồi, hình như là 80 điểm á. Rồi, ok. Trước mắt thì cho mấy con này đeo đỡ vậy thôi. Ồ, Sanji hiện tại thì bây giờ ồ, hồi công, tốc độ công có 25 à. Nếu mà sử dụng cái bộ trang bị gâu trắng thì cái tốc độ công lên được 30 luôn em à. Hồi công lên được 20 luôn á. Sanji mà đeo cái bộ đó vô thì cái tốc độ công nó tăng lên thêm nữa. Hiện tại thì Kagi bây giờ chưa có full được mấy cái linh hồn anh em à. Chưa có full được linh hồn nữa. Tốc độ công bị không giảm sĩ khí, hồi công với lại xác suất né. Đây xanh tóc đỏ đang sử dụng cái đội hình hơi bựa xíu. Beast Mom và Nami God hai con tướng trừ sĩ khí anh em. Trời, linh hồn Beast Mom luôn, ghê gớm thật. Ghê gớm thật sự. Chắc là ăn được cái sự kiện thâu tóm được rồi anh em. Được rồi, mình không có ăn cái sự kiện thâu tóm cho nên là mình hơi cùi xíu. Để mình quýnh với lại mấy cái bạn lượt chiến to to. Ơi, quýnh với mình luôn đi anh em. 69 giam minh nè. Ok, mình sẽ sử dụng cái đội hình luôn nha anh em. Mình sử dụng cái đội hình Kagi đang sử dụng luôn. Ôi, tự nhiên bị đứng hình vậy nè. Tự nhiên mình tắt X2 cái mà bị đứng hình luôn. Ồ, có Big Mom với lại Nami God mình cảm giác như nó hơi bị ok anh em. Tại vì hai con trừ sĩ khí đúng không ạ? Hai con nó trừ sĩ khí luôn cho nên là cái khả năng nộ của cái tem của Kagi nó nhiều hơn em. Cái khả năng nộ của tem Kagi nó cao hơn. Tại vì bên mình bị trừ sĩ khí hết rồi anh em ạ. Với lại mình sử dụng cái đội hình nó hơi bự bựa xíu. Mình sử dụng cái đội hình không có xanh tóc đỏ anh em. Mình sử dụng cái đội hình này để em đi dược ải chơi tới giờ mình vẫn chưa thay lại cái đội hình đó. Mình vẫn sử dụng cái đội hình đó thôi. Để hôm nào mình thay lại cái đội hình rồi sau đó mình sẽ solo với lại Kagi thì tiếp sau. Black Beat. Ok, để mình solo với lại bạn Black Beat này. Trời, vượt ải tới 60.3 luôn rồi anh em à. Căng vải trưởng lực chiến khá là to mà không biết làm sao đây. Và bên kia sử dụng cái đội hình tay dài anh em. Ây chà, win luôn cả một bạn lực chiến hơn rất là nhiều anh em. Lực chiến gần gấp 3 lần anh em à, gần gấp 3 lần luôn á. Đây, 6T mấy gần 7T anh em. Kagi thì mới 2T ngoài thôi. 2T ngoài anh em. Wow, ngon vậy ta. Đội hình có thêm Beast Mom trừ sĩ khí nó có vẻ như là ok anh em. Mình thấy là cũng khá là ok anh em. Bỏ Nico Robin ra thay vào đó là cái vị trí là thay ra. Thay con Beast Mom vô. Chà, có vẻ như hơi bị xịn đó anh em. Beast Mom thì những trừ sĩ khí với lại Nami God nó cũng có khả năng trừ sĩ khí nữa. Xịn sò con bò luôn anh em à. Để bây giờ mình sẽ xong rồi bây giờ mình thấy ông chuối đi anh em. Mình sẽ solo với lại ông chuối thử. Ạc chuối này là ạc nhỏ nha anh em, ạc 12T thôi. Chà, chịu không nổi rồi anh em à. Ông chuối bắn kinh quá. Ông chuối mới được bơm cho mấy nãy chuối cho nên là bắn canh kinh quá anh em. Kinh quá anh em. Ok anh em mà chưa nghe giọng Kagi lần nào có thể xem lại video cũ của mình. Mình có lúc đó mình có làm video mình có điện thoại cho Kagi với anh em. Anh em có thể là xem lại video đó nè.
Đây, bên kia cũng có sử dụng cái đội hình cũng khá là giống 4T mấy đúng không nào. Chà. Hiện tại thì giờ Bismarck bên kia, bên kia có Bismarck, Sanji bên kia đá căng đó nè, chịu hết nổi rồi. Hồi nãy thì cái tem bên mình cũng có đá bên kia lóc lên em, nhưng mà khá là nhỏ, cái tem này nó ngon hơn em. Cái tem nói chung là cũng khá là giống với lại cái tem bên mình. Đây, ai Sanji, Nami God, xanh tóc đỏ với lại Bismarck. Hai bên khá là giống nhau anh em. Mình rất là thích cái đội hình mà có thêm con Bismarck thay vô vị trí của Nico Robin đó anh em. Nico Robin thì nó khả năng choáng lúc đầu chặn thì nó cũng khá là ok anh em. Nhưng mà mình có cảm giác như là nếu mà thử Bismarck cho thử làm sao. Chứ đâu được Bismarck với lại Navi God hai con chịu sĩ khí thì cái tem bên kia nó bị giảm đi. Nó cái điểm hồi sĩ khí của nó thấp hơn xíu. Thì không biết là sẽ có ngon hơn hay không. Nhưng trước mắt thì mình thấy nó cũng được anh em, mình thấy nó cũng được. Tên làm gì? Để mình solo với bạn này thì làm sao biết là đang sử dụng cái đội hình gì đây. Wow, đội hình khá bựa anh em à. Khá bựa chứ không còn là khá bảnh nữa. Là ghi hiện tại bây giờ là 2.39T nha anh em. 2.39T, 3.33T để giúp cho anh em. Hơn nhau 1T rồi anh em à. Wow, bên kia có con Sengoku nữa nè, bên kia có con Sengoku nữa. À, Sanji lóc lên được rồi anh em à. Mặc dù lực chiến khá thấp nhưng mà đội hình này lại có thể là win được những cái đội hình khá là VIP hơn anh em. Anh em cũng có thể là sử dụng cái đội hình này thử xem sao. Bismarck và Nami God kết hợp anh em à. Để mình xem thử hai con này với cái chỉ số trừ sĩ khí thì hai con này nó sẽ trừ bao nhiêu anh em. Hình như là Bismarck là 50 thì phải anh em. Kỹ năng 40 thôi anh em à, 40 thôi. Đây trừ 40, Nami hình như là mới 50. Ủa, Nami thì chỉ trừ có 29 thôi anh em à. Ủa, kỳ vậy ta. Ủa, mình nhớ là lúc đó nó trừ nhiều quá mà ta. Sao có 29 vậy ta. 29 với lại 40 là 69 anh em à, 69. Và cái kỹ năng ẩn thân hình như là có giảm sĩ khí mà anh em. 2 giây đồng thời làm giảm 55 sĩ khí nữa anh em à. Đây, đúng rồi, mình nhớ lộn cái kỹ năng anh em. Cái kỹ năng này trừ sĩ khí nè. Khi mà ẩn thân sẽ trừ đi 55 sĩ khí nữa anh em à. Wow, nếu mà tính luôn là 55, 40 với 29 là 69, 69 với lại 55 nữa anh em à. 69 với 5 nữa là 74, 74 với 50 nữa là 124 anh em à. 124 sĩ khí luôn á. Quy trừ phát bấy bá luôn anh em. Nhưng mà với cái điều kiện là cái con Nami nó phải ẩn thân á thì mới trừ sĩ khí được. Còn nếu mà không có ẩn thân á thì cũng không có trừ sĩ khí được anh em à. Hiện tại thì bây giờ Kagi đang là top 1 ở bên cái server này luôn rồi anh em à. Không biết là cái top 2 là được chiến bao nhiêu đây. Ôi nãy giờ nó hơi bị giật giật rồi ta. 1.95T. Chà, à, cái bạn hút này mình biết anh em. Bạn hút này như là mình nhớ là có gặp khá là nhiều lần rồi thì phải anh em. Ok, wow, nãy mình quên set con Nami ở phía trước anh em. Quên set Nami ở phía trước rồi. Nhưng mà vẫn win anh em à. Vẫn win, win khá dễ nè. Để mình xem thử. Trừ sĩ khí bên kia là bao nhiêu ta. Trừ 40 là trừ 29 à. Trừ 150 luôn. À, ôi có cái gì đó nó trừ tới 150 sĩ khí gì ta. Mình thấy có trừ 150 nữa anh em. Trừ hơi nhiều anh em. Thì Nami nó ẩn thân thì nó sẽ trừ thêm 55 điểm nữa anh em. 55 điểm nữa. Cũng khá là ngon anh em. Mình chưa thử là nếu mà test bỏ luôn cả cái con Sengoku trong cái đội hình mà hồi sĩ khí cho tem nữa thì không biết là cái tem nó sẽ nổ nhanh cỡ nào anh em. Nhưng mà như vậy thì nó khá là thọt anh em. Anh em phải bắt buộc là phải bỏ ra một là cái con Sanji hay là con xe tóc đỏ như vậy thì cái tem nó khá là thọt anh em à. Tem nó cực kỳ thọt luôn á. Cho nên là mình nghĩ là không thể nào mà bỏ con Sanji với lại con xe tóc đỏ ra được anh em. Chỉ có thể là bỏ đi con Robin ra thay con Bismarck vô thôi anh em à. Chỉ có thể là như vậy thôi. Hình như là cái con Bismarck nó trừ sĩ khí nhiều hơn cả con Sengoku nó hồi nữa anh em. Sengoku hình như là nó hồi. Để mình xem thử đây. 8.5 mà anh em à. À, nếu mà full luôn thì chỉ được có 25 nữa anh em. 25 với 8.5 nữa là 33.5 thôi anh em. 33.5 thôi. Nếu mà full 50 lép. Ủa hình như là lép 1 là nó cộng 50 rồi anh em. Cộng 50 nếu mà trừ 50 luôn á. Cộng là 25 với 8 là 33 thôi anh em à. Vẫn thua Bismarck anh em. Vẫn thua Bismarck. Hồi 33 Bismarck thì full luôn thì trừ tới 40 anh em. Trừ đến 40, 0.5 mỗi lép hả? Ủa,
0,5 mỗi lép mà nó lên tới 50 hả anh em? 50 là nó chỉ có 10 cấp thì nó chỉ có 25 hả anh em? Vậy là cái chỉ số ban đầu của Bismom nó nhiều hơn anh em. Nó nhiều hơn so với Sengoku. Đây, chỉ số ban đầu thì 10 lép thì nó chỉ được có 5 điểm anh em. 50 lép thì chỉ có được 25 điểm thôi. 25 cộng 8 với là chỉ có 33 điểm thôi anh em. Rồi, ok. Ở đây thì xôi thử cái đội hình của Kagi xem thử như thế nào anh em. Đó, đội hình thì thay con Bismom vô vị trí con Nico Robin này mình cảm giác như nó hơi ok xíu anh em à. Không biết là có ai dám thử thêm cái này quýnh giải hay không. Thử một lần xem sao anh em, thử hoặc là solo với lại mấy các bạn VIP VIP xíu. Sử dụng cái đội hình mà có con Bismom thay vô vị trí con Nico Robin xem sao. Cảm giác như nó trừ sĩ khí nhiều cho nên là cái khả năng nổ cũng khá là nhanh anh em. Còn mấy cái ông mà nó nhiều danh hiệu anh em, còn mấy ông mà nhiều danh hiệu thì cái điểm hồi sĩ khí quá cao anh em à. Trừ đi bao nhiêu thì nó cũng vẫn cao hơn á, thì cũng như không anh em. Thì cũng như không thôi. Cho nên là chỉ có thể là test được những ông VIP VIP một xíu, solo với những ông VIP solo với VIP thì có thể là test thử xem như thế nào. Vài bữa là có cái giải thách đấu nhà vô địch đó anh em. Thách đấu nhà vô địch đó, vài bữa có thêm cái giải đó nữa. Thì tới đó anh em chúng ta sẽ lại đặt cược tiếp anh em à. Tới đó sẽ lại đặt cược tiếp, mình nghĩ là tới đó thì cái tỷ lệ win cái phần thưởng nó chỉ cho mình nghĩ là nó sẽ tỷ lệ nó sẽ thấp hơn anh em, có thể là x2 hoặc x3 thôi. Nhưng mà mình nghĩ là anh em nên chơi ít thôi. Tại vì chơi nhiều quá khá là nguy hiểm anh em à. Cái giải đó nói chung là giờ cũng chẳng biết là sẽ chọn Yakuza hay là Gian đó anh em. Đó, vì vậy mà rất là khó đoán. Cho nên là anh em có thể là suy nghĩ thử xem là nên đặt cho ai. Rồi, ok, nãy giờ mình soi tới soi lui cái ạc của Kagi thì hình như là không còn cái chỗ nào để xem hết anh em. Tự hào Việt Nam, kiếm vương Việt Nam. À, Kagi cũng được cả chục cái danh hiệu anh em. Khoan, để mình đi vượt ải xem cho anh em. Hiện tại bây giờ Kagi đang bị kẹt ở cái chương 50. Đây, sẵn mình sẽ sử dụng cái đội hình là mình sẽ đi vượt ải xem sao. Thường thường là đi vượt ải sẽ không cầm theo Navigot nè. Không cầm theo Navigot nha. Cầm theo mấy con tướng chóng như là Gáp hoặc là thêm gâu trắng như được cũng được anh em. Gâu trắng không được, gâu trắng có khả năng nổ phát vô thẳng 20% máu luôn, nói chung cũng khá là ok nè. Đi vượt ải cũng được, cũng khá là ngon. Đây, cái đội hình của Kagi chỉ có 2T mấy thôi nè. Đây, ải sau có con Kaido anh em. Chưa đâu anh em, chưa tới mấy cái ải khó đâu, xíu nữa còn gặp mấy cái ải mà có xanh tóc đỏ với lại Kaido này kia mới vất vả anh em à. Còn mấy cái ải này thì chưa nói lên được điều gì đó anh em à. Khá là trâu anh em. Mình nghĩ là chắc là mấy cái ải sau, nếu mà cái ải nào mà gặp hai Kaido thì coi như là chắc là cắn lưỡi thôi anh em. Tập ngồi thôi. Ok. 50.2 rồi anh em à, 50.2. Để mình xem thử. Wow, ải này cũng được anh em, ải này cũng ngon lành củ hành. Hoặc là anh em có thể là thay thế con Bismom ra, anh em đưa con Chopper cho anh em. Chopper khả năng boost máu cho tem cũng khá là ngon anh em, cũng khá là ổn á. Chopper thay cho Bismom nè. Sanji thì không thể thay được Namigot anh em mà, thay miệng Namigot. Namigot anh em có thể là thay con gâu trắng hoặc cái con gì đó vô cũng được. Con gì khả năng chón kia. Đây, thay vô vị gâu trắng cũng được anh em, gâu trắng thay vô vị trí của Namigot cũng được. Hoặc là con gì ta? Mihawk thức tỉnh cũng được anh em. Mihawk có khả năng khóa chiêu nữa. Đẩy lùi này kia các kiểu anh em. Hoặc mình sử dụng cái đội hình này mình đi cái chương 49.4 xem sao anh em. 49.4 có hàng Kaido nè. Hàng Kaido này cũng hơi bị đuối nha anh em. Nhưng mà Kagi qua rồi mình nghĩ là chắc có thể là qua được rồi anh em. Đây, mình nghĩ là chắc là khả năng cao sẽ qua được. Wow. Wow anh em à. Kaido nói chung là đam không dùng nhiều máu của Kagi hết anh em à. Kagi trâu vải không anh em, trâu vải trưởng. Hôm bữa hình như nhớ là Kagi có cái ạc mười mấy T rồi ta. Sao không chơi mà lại chơi lại tiếp cái ạc này với ta. Mình nhớ hôm bữa là Kagi có cái ạc mười mấy T anh em. Đây cái ải sao có hai xanh tóc đỏ với lại Gáp là hơi khó chịu anh em. Mấy các bạn nào mà các em yếu yếu một xíu mà gặp đi tới cái ải này là coi như là tạch ngồi rồi. Khả năng cao là Bismom sẽ tạch cho anh em à. Bismom sẽ tập đây.
Ê, hiện tại bây giờ Xanh Tóc Đỏ cũng đã bị giật máu rồi, nên mà Namigod hiện tại bây giờ cũng giật khá là nhiều máu luôn á. Quy Nguyễn gửi một cái tin nhắn. Hiện tại thì bây giờ mình đang ở trong cái Facebook của Kagi, tại vì Kagi chơi cái ạc này bằng Facebook. Ok, cũng qua được anh em, mà cũng có khả năng qua được. Mà nói chung là biết mồm nó hơi bị đuối một xíu anh em. Ok. Hiện tại thì bây giờ cũng không còn gì để soi, anh em solo cũng đã solo rồi, đồ đạc này kia cũng đã xong hết rồi. Soi danh hiệu này kia rồi, soi các cái dòng đúc này kia các kiểu, nói chung là cũng xong hết rồi. Không còn cái gì để mình soi hết anh em ơi. Ok, chắc mình sẽ kết thúc video ở đây quá anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về cái tựa game đảo kho báu và tiếp tục review ạc của anh em nha. Thì mình vẫn tiếp tục review. À, con số anh em gửi ạc Facebook cho mình á, mà sao mình đăng nhập không được cái chân á. Có một số bạn gửi cho mình rồi, số bạn nào gửi cho mình rồi đăng nhập nó bắt phải xác minh ạc Facebook với ạc Google anh em, Google á, bắt mình phải xác minh đó anh em, cho nên là mình không biết đường mình vô luôn anh em. Liên hệ bây giờ mình không biết cái Facebook của bạn đâu, tại vì mình lưu cái ạc của mấy bạn nó qua một bên trong cái danh sách, trong cái danh sách là cái file anh em, cái file, cho nên là mình vô thôi. Còn bây giờ nó bắt xác minh này kia các kiểu nó, cho nên là chưa vô được anh em. Để cái gì hôm nào mình sẽ liên hệ lại từng bạn, sau đó mình nhờ xác minh giúp, rồi sau đó mình mới đăng nhập vô được anh em. À, còn lại thì mấy bạn nào mà gửi ạc bằng cái ID ấy, thì mình vô vô phát một vô luôn à, gọi nó không phải tốn thời gian nhiều. Rồi ok, thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo, và đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực có thêm nhiều video về cái tựa game đảo kho báu cho anh em cùng xem nha. Rồi ok, cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.